ខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅកំសាន្តរមណីយដ្ឋានមួយដែលពោពេញទៅដោយត្រីនាគបាទពោពេញទៅដោយត្រីនាគជាមួយនឹងទេសភាពបែបបៃតងស្រស់ត្រកាលបែបធម្មជាតិពិតៗដែលយើងឆ្លងកាត់ពីភ្នំពេញតាមផ្លូវចលិត3បាទដែលយើងឆ្លងកាត់មានផ្សារភ័យទៅទឹកផ្សារត្រាំខ្នាផ្សារប៉ាងអសីផ្សារថ្នល់បត់និងផ្សារអង្គសោមដល់ផ្សារអង្គសោមយើងត្រូវបត់ទៅខាងស្ដាំឡើងទៅផ្សារអង្គការបាទ Sarah. Có lẽ mình trôi con cái ba luôn rồi này không? Người đặt cái đấy. Không, không, không. Cái này cần liền.
Trời ơi. Anh biết tao phải đọc tên tu để tu theo lang mà đây này. Nè con. Ừ, thấy đây. Vẫn đã nổi đã, trăm mùi tựa trăm rồi. Si là hồn bao nhiêu để mà lấy cứ bài là hồn bao này vừa đã tiền rồi anh ấy đã chơi đánh ở bên ở ngõ về bên đánh cái thầm thầm bên đánh cái thầm thầm bài mãi mãi về lại bài chăng rồi cái láng khang bài bạc tu bạch tuôn tuôn láng láng bị tuôn láng mà rồi bài chăng tuôn láng mà lại thấy cho nó lại thấy à.